này dọn kho ra test thử cho các bác biết là ABS đời đầu, ABS Trung Quốc nhá, đời đầu nó khác với đời sau ở cái chất lượng như nào. Đây là cái bộ ly ngày trước này, ly 80 này. Bây đập thử nhá, đập cái chỗ yếu nhất này. Rất là chắc luôn. Đây đi không việc gì nhá. Còn đây là ABS đời sau này. Đó, đời sau này. Đời sau nhá, và nó có cái độ giòn của nó nhá. Đó, đây này này. Này đây, những bộ đời đầu mà nhựa nó vàng này. Đập thì có tê hết tay, không thể vỡ được. Ở hiện tại là cơ sở đang dọn kho thanh lý nhá. Cái đống này bán đồng nát 30.000 đồng 1 kg. Đó, anh em nào mà thiếu mảnh nào cũng phải liên hệ với cơ sở của Triệu Tiên nhá. 30.000 đồng 1 kg, bán đồng nát đã hẹn rồi.